Hi, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Nhận Nhà TV. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ và cùng các bạn review mẫu nội thất mang vẻ đẹp Anh Quốc từ thế kỷ 18. Mình tin chắc đây sẽ là một video hữu ích dành cho các bạn yêu vẻ đẹp hoàng gia của đất nước mặt trời không bao giờ lặn. Vậy thì chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu nào. Căn nhà này được thiết kế theo dạng ống với diện tích sàn là 75m2, mặt tiền chỉ 4m. Theo chia sẻ của gia chủ, anh rất đam mê nghệ thuật, yêu sự chu đáo, tỉ mỉ và có chút cổ điển. Do vậy, toàn bộ nội thất trong nhà đều được đặt từ New York về sau gần 1 năm. Mặc dù mất khá nhiều thời gian và công sức cho căn nhà, nhưng khi thấy được thành quả thì bao nỗi vất vả đều hóa thành mây bay. Do căn nhà nằm sâu trong ngõ nên không gian để xe khá là hạn chế. Bởi vậy, tầng 1 được thiết kế thành nhà để xe, vừa gọn gàng lại không ảnh hưởng đến không gian chung của hàng xóm. Không gian nội thất căn nhà sử dụng tông trắng kết hợp với hệ phào chỉ, tường ốp gỗ, vải lụa. Điểm nổi bật của căn nhà chính là những bức tranh khổ lớn của họa sĩ Việt Nam và vật dụng trang trí gia chủ thu thập được sau mỗi lần đi du lịch. Vừa rồi là một số hình ảnh cũng như thông tin tổng quát về ngôi nhà. Bây giờ ta cùng tìm hiểu chi tiết cũng như review về căn nhà này nhé. Video đến đây là hết. Các bạn cảm thấy căn nhà này thế nào? Hãy để lại một bình luận phía dưới nhé.
Và cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại.